quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết thống đốc tiểu bang North Carolina ban bố tình trạng khẩn cấp vì cơn bão Alberto. Những hệ lụy của cơn bão nhiệt đới Alberto hiện đang mang tới nhiều cơn mưa nặng hạt và gió mạnh, đồng thời gây nên tình trạng lũ lụt dẫn tới sạt lở đất tại một số khu vực ở tiểu bang North Carolina vào thứ Tư ngày 30 tháng 5. Thống đốc tiểu bang này là ông Roy Cooper đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp để người dân có thể nhận được viện trợ từ phía chính quyền liên bang. Sinh hoạt của cư dân tại đây đang bị xáo trộn do mực nước trên các con sông dâng cao. Mưa tiếp tục rơi buộc thống đốc Roy Cooper phải ban hành lệnh cảnh báo đi lại. Nhiều nhà dân và cơ sở thương mại đã được di tản khẩn cấp tới nơi an toàn gần với Lake Tahoma vì giới chức trách lo ngại các con đê có thể bị vỡ. Hai nhân viên dọn dẹp đường phố đã may mắn thoát thân khi đang làm nhiệm vụ. Alberto là cơn bão đầu tiên trong mùa Hurricane 2018. Mùa bão năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm. Thưa quý vị, ông Mitt Romney từng bỏ phiếu cho vợ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi Hoa Kỳ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống nhằm để tìm kiếm người kế nhiệm cựu lãnh đạo Barack Obama. Nay, cựu ứng cử viên Mitt Romney mới tiết lộ danh tính của người mà ông đã bình chọn trong cuộc bỏ phiếu vào năm 2016. Đó chính là phu nhân của ông, tức bà Ann Romney, chứ không phải là đương kim tổng thống Donald Trump. Trong một tuyên bố đưa ra trước báo giới, ông Mitt Romney cho biết, đối với ông, bà Ann là người có đủ khả năng để làm lãnh đạo Tòa Bạch Ốc. Ông Mitt Romney không phải là chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa duy nhất từng tuyên bố không bỏ phiếu cho cả hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton. Cả gia đình nhà Bush cũng đã từng đưa ra lập luận tương tự. Hiện tại, ông Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, đang ra tranh cử vào Thượng viện tiểu bang Utah cùng với dân biểu Mike Kennedy nhằm để thay thế cho thượng nghị sĩ sắp sửa về hưu Orrin Hatch. Một người đã bị thiệt mạng sau vụ tai nạn phi cơ ở tiểu bang Oklahoma. Một vụ tai nạn phi cơ kinh hoàng đã vừa xảy ra trong khu vực cách thành phố Oklahoma City, tức thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, khoảng 30 dặm về phía Tây vào thứ Tư ngày 30 tháng 5, khiến cho một người đã bị thiệt mạng. Nạn nhân được xác nhận là viên phi công điều khiển chuyến bay. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, tai nạn xảy ra gần góc đường Manning và Memorial thuộc mạn Tây Bắc thành phố sau khi chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu và trúng một tòa tháp truyền hình. Giới chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của công ty mà viên phi công nêu trên đang theo làm. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA điều tra. Cư dân ở địa phương đã được khuyến cáo tránh đi lại trên đường Memorial và Manning nối liền giữa hai thành phố Yukon và El Reno. Thưa quý vị, phi cơ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách hút thuốc lá tại tiểu bang California. Một chiếc phi cơ thuộc hãng hàng không Southwest Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hay tin có một hành khách bật hộp quẹt để hút thuốc chứa cần sa bên trong nhà vệ sinh của máy bay. Phát ngôn nhân công ty này cho biết, chiếc phi cơ mang số hiệu 1250 đã buộc phải chuyển hướng khi đang trên không trình từ San Francisco tới Los Angeles thuộc tiểu bang California. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống phi trường quốc tế San Jose, tọa lạc cách thành phố San Francisco khoảng 50 dặm về hướng nam. Viên hành khách gây rối đã được các thành viên phi hành đoàn bàn giao lại cho cảnh sát. 32 hành khách còn lại đã tiếp tục cuộc không trình. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết gấu con Couscous được sinh ra ở Ba Lan. Thưa quý vị, cũng vào lúc này một vườn thú ở Ba Lan đang tổ chức lễ chào đón thành viên mới nhất của công viên, có thể gọi là một chú gấu con Couscous. Sở thú White Claw ở Tây Nam Ba Lan vừa thông báo cho biết sự ra đời của loài sinh vật thuộc nhóm có lông dày màu xám đen với móng vuốt và đuôi cá. Đây là một sự kiện hiếm hoi bởi cả thế giới chỉ có 13 con Couscous và hiện sống trong 4 vườn thú ở các nước. Đây là loài động vật ăn lá sống trên cây có nguồn gốc từ đảo Sulawesi của Indonesia, được mô tả là dễ bị tổn thương bởi Liên minh Quốc tế và bảo tồn các loài bị đe dọa trong thiên nhiên, đặc biệt vì nạn phá rừng và săn bắt. Tên khoa học của loại này là Couscous, cùng họ với loài gấu song khác chi. Chú Couscous song sinh này hiện vẫn chưa có tên, được sinh ra bởi một cặp bố mẹ đã được chăm sóc tại World Claw Zoo trong 3 năm qua. Thưa quý vị, bản đồ nguyên thủy của Winnie the Pooh sẽ được đấu giá tại London. Bản đồ nguyên gốc 100 Arc Wood của Winnie the Pooh, tấm bản đồ nổi tiếng nhất trong văn học Anh Quốc, được dự kiến sẽ bán ra với giá lên tới là 150.000 bảng Anh tại cuộc đấu giá tới đây. Bản phác thảo ban đầu của bản đồ này năm 1926 đã không còn ra mắt công chúng trong gần nửa thế kỷ, giới thiệu cho độc giả về thế giới của Christopher Robin và những người bạn trong rừng của mình trong cuốn sách gốc. Bản đồ cũng đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim hoạt hình của Disney, Winnie the Pooh và The Honey Tree.
Tấm bản đồ lần đầu tiên đã được bán bởi The Sotheby vào năm 1968, nơi nó thắng với giá là 650 bảng Anh, trước khi nhà đấu giá bán lại cho một nhà sưu tập tư nhân 2 năm sau đó với giá 1.700 bảng Anh. Sau nửa thế kỷ, Sotheby kỳ vọng rằng tấm bản đồ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà sưu tập, đặc biệt là đối với thành quả công việc của Shepard. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.